Hôm nay là thứ bảy tuần, thứ bảy mình sẽ livestream bằng máy trên app của mình. Hôm nay mình livestream chính là máy Sony CTF0X01. Đó, chúng ta tìm hiểu xem máy này có gì nó khai thác nhá. Thì bước đầu tiên thì mọi bài khai thác chúng ta phải tìm chỉ IP của máy trước tiên chúng ta cần khai thác đã. Rồi, máy 10.134 này. Sau khi có IP rồi, mình sẽ thực hiện dò quét các cổng dịch vụ. Đó. 34 theo cổng dịch vụ là giữ mở là gì đúng không? Đây, đây mình đã phát hiện ra một protect này. Ok, mình có thể vô xem có gì nhá. Vô web trước này. Firefox. Không có gì là khai thác nào. Chờ tí. Ok, mình sẽ về đây mình sẽ bắt được gửi web đi nhé. Tiếp theo này. Okay. Mình sẽ là 10.10.10.34. Đây là rồi là thư mục propose.txt. Còn có thêm một nốt, đỡ nốt, mình sẽ nốt có gì nhá. Nó có một cái từ khóa ở đó có thể là tiếng Pháp mình chưa biết. Rồi mình là dịch thử xem đổi convert sang ngôn ngữ gì đây ạ. Tôi cần thực sự phải mã hóa một cả cho phép tôi cái hai ký tự vẫn gì đó. Tôi muốn xóa hai cái cỏ cần thiết trong lớp và có hết hai ký tự bị mít. Nó nói là hai ký tự mất gì đó trong một cái vết trang web đúng không? Hai ký tự mít vẫn gì đó. Ok. Câu nói của lỗi tỏ là chúng ta thì bật cỏ và trong một cỏ đó thiếu hai ký tự đúng không? Ok. Không có gì cả. Quay lại đây kiểm tra mã nguồn xem có gì thêm không. Không có gì cả. À, ok có một đường link script vậy này, mình thấy có một cái siêu ly đó và nó sập sụp ở đây, có khả năng là đây chính là một cái từ khóa cho chúng ta. Và kèm theo đó ở đây như cái từ khóa nói là vẫn còn hai mật hai từ nữa đúng không, hai cái tự cuối cùng bị thiếu nhưng vẫn thì đó. Ok, khả năng là chúng ta có một chuỗi như này và thiếu hai cái tự cuối và bây giờ mình sẽ phải sinh ra hai cái tự cuối để thử một thẩm để correct nếu dịch vụ correct thường với SSH hoặc là web đây thì có SSH thôi vì chúng ta thấy qua dịch vụ 2080 thì chỉ có SSH thì nó mới mật khẩu được. Đấy, giờ mình sẽ dùng một dùng từ khóa là cron để mình sinh ra mật khẩu có ký tự mấy ký tự đây đôi 4 6 theo như cái từ chúng ta nói dịch ở đây thiếu hai cuối cùng đúng không, mình nói là dùng cron để mình sinh mật khẩu cái cụ cron này đấy thì ký tự thường là ví dụ 22 cái sẽ 7 ký tự độ dài là 7 đúng không, 7 ký tự độ dài là 7 và ký tự chúng ta là style và nó có thể là số hoặc là chữ. Đó, mình sẽ số chữ rồi và chúng ta sẽ lưu ra một file path từ txt đó. Đó. Chờ tí. Rồi, ok. Chúng ta có một file path. Đấy, nó có thể là ký tự số chữ. Thì chúng ta thấy là nó không không chuẩn lắm bởi vì nó mất đi cái chữ string rồi thì mình phải sinh lại cái string này chữ t để làm gì, t là chúng ta lấy một từ khóa một chữ kia thôi còn những chữ khác để giữ nguyên đúng không, bắt số 330 từ đúng không, đúng rồi ok còn là chữ ốc số thì đó có thể nó sẽ đặc biệt hoặc là ab ok.
cho mọi người thấy rõ hơn khả năng chuyển hát đó, số ký tự min max giá trị option đúng không? Đấy, thì nếu các bạn có tìm hiểu có cái răng đúng không? Đấy, nếu có tìm hiểu không chưa rõ. Nếu các bạn chưa biết dùng. Đấy. Một số ký tự hiểu ra này số đây phải up cây đấy a còng là select low low cây phải là up cây bách khoa bách thường ký tự số và mũ là ký tự đặc biệt đúng không đấy thì đấy nhưng các bạn không biết nó ok thì mình sẽ thử nhé mình cũng sẽ thử trên trường hợp thôi mình không biết được là các ký tự đấy có thể là chữ có thể có hoặc là ký tự đặc biệt hoặc là ký tự số đúng không. Ok, bây giờ mình nghe thông tin ra để mình thử ra chl đi. User mình cũng không biết à, user có thể là skinny có thể là tên user đây đó tên user đây đúng không có thể sử dụng tên user đây skinny đúng không chp bắt đầu là path đúng không ip là 10.10.10.34 bị bỏ sh mình thử thế đấy, mình thử xem như nào đúng không để xem có được không à, không được đúng không thế thì thử đúng cái từ mà nó đi city đi đấy, city khi khi đang chuẩn không để thử thôi không thể biết trượt đúng không ok khi mình chạy xong mình đã phát hiện ra một mật khẩu là city đó đúng không ok chơi city đó, ok giờ mình sẽ đánh SH thử nhá. Yes. Chào. Rồi, ok, mình đã skill rồi. Mình skill có gì nào? Ok, thôi không chơi được Binder đúng không? Binder lá này đi, không có gì cả. Vô gì đó. Cũng chả có gì. Ok từ cái ID này sudo thì là có leo thang được không không có gì cả đúng không mình sẽ thử nghĩ một cái câu lệnh để mình file các cái lệnh mà có thể dùng user root bằng user này mà không mật khẩu nhé file perm này đấy thì mình tìm cho có gì ok mình có cái spin sky đây ok chào một tí xem có gì thế ở đây mình thấy nó có một cái lệnh thì đó sky rất lạ đúng không ok mình sẽ thử sinh nghiệm sky như này ở đây nó có chạy cộng chương trình Google My này biết cho gì đó Google My là ai đúng không mình thì chạy trực tiếp này đúng rồi rút kìa đó, rất là nguy hiểm đúng không cái lệnh này là gọi là rốt luôn mà không một cầu này ok vậy thì mình sẽ có cách này mình sẽ tạo một cái file warm IoTP ok mình sẽ tạo ra một cái file cho nội dung là pin swap path đi đấy, swap pin swap path đó mình sẽ đẩy vào file huami 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 set mode
Wami. Rồi mình sẽ cấp thêm quyền cho và phải bắt. Sau khi cấp quyền xong ở đây để ra cú đi, mình sẽ phải export the path. Rồi sau khi export xong mình sẽ chạy cái file kia luôn nhé, chạy lại cái file pin kia xem là có thể leo thang được chưa. Đấy, đây là rốt mà. À, ok, và rốt đấy. À, không được, không được rốt rồi. Switch. Sudo su urot. Khả năng là như thế chưa thua rồi, mình sẽ sửa lại cái hua mai nhé. Không có gì mình ghi hua mai đi, mình sửa thành tiên hát đi. Không được, nano hua mai tiên rồi, mình thử xem nhá. Rồi ok, chuyển thành Ubin Pass thì mình có thể lên E đi rốt được luôn này. Đó, ok, rất là nguy hiểm đúng không? Rồi, export thơm và thơm clear. Rồi, ok, CV xuống tốt là FTLA. Rồi, ok, mình có thể đọc file flash. Đó, lỗ hỏng đúng không? Rồi thành công đúng không? Calculation rất nhanh chóng, mình đã khai thác lên phần rốt. Ok, đó bài chúng ta chỉ thế thôi. Đó mọi người theo dõi, hẹn mọi người theo dõi lần sau nhé.